Ê cô, what's your name? What's your name, cà lem kem chuối? Ê ê ê, bạn, đánh lại bạn ơi. Ôi, hacker, what the fuck hacker. Oh, oh my god, hacker. Trời đất mẹ ơi, hacker này mà, khốn nạn thật. Và hãy xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Khang VN đây. Và hôm nay chúng ta lại quay trở lại với Minecraft Skyward. Và kể từ bây giờ mình sẽ cố gắng luyện tập để có thể chơi Skyward cực kỳ bá. Comment để đào, ok. Và đừng quên like và subscribe video của mình đi nha anh em. Ok, còn bây giờ chúng ta let's go. Lâu mình không có chơi Skyward nha. Mình thường là mình toàn chơi Bedwar thôi. What the fuck? Là ní. Sao mình lại bị giật? Oh, bao vũ rồi. What the fuck? Get out. What the fuck? Khửa đâu ra vậy? Oh, đánh lén. Hay lén. Đúng rồi, đánh lén đi. I can fly. Lili đồ ngốc. Ok, mình đã chạy thác anh em à. Ok, và thằng này nó định qua mình. Khốn nạn thật. Get out bitch. Ta sẽ không sống. Oh yeah, mình đã sống sót. Và mình đã sụp sử. Yeah, và mình sẽ chặn cái đường nó lại anh em à. Oh my god, mình vô đường cùng rồi. Tới đường cùng, oh my god, tới đường cùng của Khang VN. Khang đẹp trai dễ thương. Chết. Chưa chết. Holy shit. Ok, chưa chết thì thôi, buông ra tay và đè nhau đi. Xin như ta lần đầu chia ly. Ok, hình như không ai hết. Trời ơi, cho tôi đi kiếm đi, please. Please, give me a kiếm. Please, cho tôi kiếm. Oh, hàng kia đang muốn lộn, có nên qua là liếm không anh em? Mình sợ cái thằng kia. Oh, sự chú ý của ta đã phải vào ánh mắt của nàng. Hello motherfucker. Hello. Để chặn đường lại luôn, không cho bị lên được cô. Ồ, 54 giây nữa. Đây. Có thằng này ở đây. Ok, và chúng ta sẽ qua săn thằng này. Ok, mình sẽ gọi Minh Béo xuất hiện để săn cái thằng khửa này. Minh Béo ơi, ra đây săn thằng này với tôi nè. Tao có đồ gồ nha mày. Hello guys, welcome to my channel. Oh, thằng này có kim, Wow, oh my god. Fuck you. Ok, và chúng ta vô trận tiếp theo. Ôi chết cha, mình quên chọn lại kích rồi anh em à. Cái kích này là thằng em mà nó chọn đậu xanh. Mình dám vô ạc của mình mà nó chơi sao? Đúng là mất dạy. Ok, mình sẽ mặc đồ vô. Ok, đồ ngon dream rồi, let's go. Ok. Wait. Gì ghê vậy? What the fuck? Lại tiếp. Ok, thì mình đã vô trận tiếp theo và mình sẽ chọn là kích kiếm kim cương. Ồ lòng kích kiếm vàng. Ok, hy vọng trận này mình sẽ thắng. Đậu xanh. Chưa gì hết thua similar anh em. Ok, mình đã có quá trời block luôn. Ngon chim. Ok, mình sẽ qua mid. Thiệt là nhanh nha. Ok, cho ta qua mid đi. Cắm thằng nào qua mid lên lẫm đầu của ta nha. Ok, one pin. Wait. Không được thằng nào qua mid nha. Nói rồi đó, lẫm được hai cái quần bình luôn. Mình sẽ ăn táo và dồn nha. Mình cũng đã có giáp rồi. Chiếm lĩnh mít luôn. Quá ngon dream. Ở đây có một hàng lụm. Mình sẽ dùng one burn đập chết cha nó. Hello. Oh my god, mình nên chạy. Thằng đó đồ bà rồ quá anh em à.
mình vẫn còn rất là nhát, mình dám chữa xong pha vô được. What the frick, mày đâu ra vậy? Ê ê ê ê, cu 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 cu. Ê cu. Quát cho anh em. Quát cho anh em claim kem chuối. Ê ê ê, bạn, đánh lại bạn ơi. Ôi, hacker. What the frick hacker. Oh, oh my god hacker. Trời đất mẹ ơi. Hacker anh em à. Khốn nạn thật. Oh my god. Tại sao mày giết tao, tao mới vừa bị hacker giết đó. Quýt. Mày quýt đi. Ồ, trời ơi, hacker nó quýnh kìa anh em. Trời ơi, quýnh kìa, trời ơi, nó quýnh kìa, trời ơi. What the frick, nó quýnh kìa. Trời đất mẹ ơi. Hacker, mắc dại. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vô trận tiếp theo. Trời đất ơi, hacker, I hate you. Oh my god. Có lẽ trận đó mình thắng đó anh em à, nhưng mà gặp bằng hacker thôi. Xui thôi. Ê, ê, ê. Hello. Hello. Whoa. Oh, nghe tiếng bon kìa. Đây là cây shockback riêng của mình. Oh, trời ơi, mình tưởng mình giết được đó chứ. Ai dạ không. No. Wait. Oh, sao mấy nó nhảy quá nhanh thế. Mình còn méo dám xuống nữa mà. Mình xuống là mình bị đập shell là mình lờ đó anh em à. Wait, cu. Shit. Đứng lại bạn ơi. Yeah. Ok, thằng táo vàng vô. Nhanh lên, kẻo chết đó. Ok. Mình sẽ tập sử dụng cần câu. Oh. Đồ ngon. Let's go, chạy. Let it go. Cái nào mạnh hơn ta? Quăng đi. Ok. Chúng ta đã sử dụng mũ kim cương. Ê, thằng nhóc kia, ai cho mày chạy? Ờ, tao quýnh này cho. Ê, thằng kia, mày lên đây quýnh với tao nè. Ok, thì cái trận nãy gặp hacker thật là khó chịu đúng không? Đã luyện tập chơi Skyward rồi mà còn gặp hacker. Trời đất mẹ ơi. Thiệt là khó chịu quá đi. Holy shit. Ok, I hate hacker. Oh my god. Oh, đây có kiếm gì rồi. Ok, chúng ta sẽ đi. Quá mít. Thằng nào chọi tao làm chó. Thằng nào chọi tao đều. Không, thằng này giống chọi mình hết anh em. Chết đi, của tao. Thằng đó cướp kill rồi. Kệ nó, mình sẽ lên mít. Oh my god. Ok, thì nếu các bạn chơi cái map này, các bạn nên lên trên đây trước. Quay. Mất dài. Mày rất là mất dài, mày biết không? Mày tên tuổi tên gì? Ổn nàng thật. Ai dạy mày mất dài vậy? Cười nhỏ ơi. Này thì mất dài vậy mày. Cái kết cho sự mất dài là gặp hacker nữa ha. Khổ nạn thật. Ngăn này đâu ra thế. Đừng khinh người. Ê, thằng này đâu ra nữa vậy? What the frick? Ok. Trời ơi. Mình rất thích chơi Skyward mà tại sao server không muốn cho mình chơi? Đậu xanh, hai phía sổ. Please, hãy cho ta gặp những thằng gà đi. Thường mình gặp mấy thằng gà mình thắng chắc luôn anh em. Không biết nữa, tại sao lại như thế. Mà mình gặp mấy thằng rồi là mình chết. Ủa, vua này mở rồi mà. Mình thật là đáng chi quá đi. Trời ơi. Ok, chúng ta sẽ qua đây. Ê, thằng kia, không được qua nha mày. Mày qua tao đã chết đây. Get out, bitch. Get out. Đặt cái gì nữa mà đặt. Nghe hết cửa rồi. Bạn có biết tử thần là gì không? Đúng, mình đó. Bạn không bắn được thì đừng có bắn. Bắn ngu thì đừng có bắn. Đâu xanh bạn. Chết bạn chưa? Cho bạn chưa? Ai biết bạn ngu. Đã cho đường chạy rồi không chạy. Đứng lại quýnh ta nữa. Khốn nạn thật. Oh my god. Ok. Có hàng này, có hàng. Hello bitch. Hello guy. Hột mẹ rồi. Mình lại để cho nó thoát rồi. Thằng kia đứng lại. Nó đâu rồi?
Sao chân mày ngắn mà mày chạy nhanh vậy? Hả mày? Gớt đi, sao mày chưa gớt? Gớt đi Ben. Oh my god, chưa gớt luôn. Lên chạy. Oh my god. Ok. Wait. Đừng có trả hù, please, please, đừng trả hù, trời ơi. Quân tử 10 năm trả hù chưa mượn mà, đừng có trả hù nhanh đi thế. Please, please. Ok. Mình sẽ cố gắng thật là bình tĩnh để có thể giữ phong độ càng mắt to đẹp trai cô te phô mày que. Oh my god. Nhìn nó qua đúng không? Cái map này tụi nó qua rất là nhanh. Đấy, tao biết mà. Tại sao bạn lại qua nhanh như thế? Bạn shut up bitch. Get that. Oh no, please. Qua chết qua gà luôn. Ngu hả mày? Ngu hả bự? Mày ngu hả bự? Sự chú ý của ta đã vào phải vào ánh mắt của 5 cái Ender Bear. Ok. Và thằng này nó vừa mới giết người đúng không? À không, đứng hình mất năng vậy và mình sẽ cuốn chết chàng này luôn. Oh my god, mình chưa có giáp luôn hả? Mày chết chắc rồi con. Chết đi. Siêu đánh lén. Đánh lén thằng con mẹ nó trưởng. Thuốc nhảy cao. Surprise motherfucker. Akun nó té chết rồi. Oh my god, còn 3 hàng. Nó tắt tiếng đi thằng kia. Khốn nạn thật, đang quay video mà. Ok, mình có đồ ngon rồi. Chiến đấu kìa. Oh my god, mình định qua là liếm mà không thể rồi anh em. Ok, hai niên kia qua rồi. Quýnh đi. Trời ơi, quýnh đi. Mấy cái anh hai này quýnh đi để tôi qua cái liếm nữa. Chết rồi, thằng này nó có liệu nó thấy mình hay không? Hình như là không. Đúng, nó không thấy mình. Oh my god, please. Đừng thấy tôi nha. Chắc chắn là không thấy. Thanh niên kia qua đi. Trời ơi, sao thanh niên đứng nhanh nhau vậy? Trời đất mẹ ơi, thanh niên còn nhiêu máu? Còn 12 máu đúng không? Bencha này. Bencha còn 12. Đúng 12 thì mình chết thôi. Đấy. Trời ơi. Dễ gì ăn được anh mày. Bliu đồ ngốc. Anh còn thằng kia. Mày chết chặt rồi. Nhóc ác. Get out mày quầy. Ok, mình sẽ qua combo nữa. Rồi rồi. Quay, cho em được bia bạn. Đâu rồi. Mình bị lắc. Oh, what the fuck, bị lắc kia. Cây cu. Win. Yeah, cuối cùng đã có một trận win rồi. Đậu xanh tật 2 episode. Trời ơi, lắc nữa chứ. Thật là may mắn của điều này mà.